sáng luôn chắc khóm. Khóm này chút mình ăn được nha cả nhà. Mình ăn sống vậy luôn chứ không phải là bỏ nha. Ôi, cá chứ. Xuống nào chuyển đổi, béo chà. Ào, tôi mới bắt lên. Thơm ngon, khổ không chà bạn nữa. Giờ tôi ăn liền. Đẩy, ở. Hi, xin chào cả nhà nha. Thì ghe mình chạy từ sáng tới giờ cũng có được cái vài giác cả nhà. Do là hôm nay nó bị bể hai cái phao ở trên nên là nó múc sình luôn mà. Chứ lại biển không có đồn nhiều mà thổi nữa. Nên là vô sớm cả nhà ơi. Đây là tôm rồi cả nhà. Tôm từ sáng giờ te được bao nhiêu đây? Khoảng chục ký không cha? Chục ký ha. Chục ký tôm thẻ với lại tôm sắt, tôm lộn xộn cả nhà. Khoảng chục ký. Cá thì không nhiều nha, cá thì có mấy cá lẻ tẻ đó đó. Với lại được hai em đầu bổi. Hai con tôm tích này là cũng là thu nhập lớn đó cả nhà. Tôm tích này nó mắc dữ lắm. Hai con này chắc cũng khoảng 3 xị à. Đấy cả nhà, đã chưa? Chút nữa thì cha con mình sẽ luộc đồ ăn cơm. Nữa thì luộc tôm với lại mấy cái con hải sản mà mình bắt được. Nhưng mà không ăn hai con tích này đâu, hai con tích này để bán. Ba ăn hai con này là lỗ vốn luôn á. Giờ nữa hết rồi dẹp cả nhà. Này, cái con này thấy lạ, cả nhà thấy lạ lạ không? Chút nữa thì mình quay mình nói cho cả nhà xem. Cái con này luôn. Con này là ruốc. Con ruốc. Để mình vô tới bờ cái nha, đèn neo đây nè, chúng nó luộc đồ cơm thì chạy vô. Nước ở trong cổng cũng chưa có lớn dữ nữa, nên là chưa có vô tới bờ được. Nè, đi đây tôm nữa nha. Đây nè cả nhà, nãy được con hào rồi cả nhà. Hai ba con vậy đó, hào biển thiên nhiên. Chúng nó là hấp luôn, ta luộc vậy đó. Chắc luộc quá, bắt buộc. Thấy cô kia lái ghe. Ở mình thì rất là nhiều người phụ nữ đi ghe. Đi gần bờ cái nhà chứ không phải là xa bờ. Thường thì một chiếc ghe sẽ có hai vợ chồng đi. Như vậy thì đỡ đốt tiền bạc hơn. Chiếc ghe đó cũng có cô chú đi. Xin chào cả nhà nha. Thì nãy tính đậu quẩy nước lớn nó vô cả nhà, nhưng mà do là cái bơm nó có vấn đề nên là chạy vô luôn. Cha đang coi ống bơm dưới, giờ mình với cô đỏ. Cô đỏ chào cả nhà cái được. Chào cả nhà. Mình với cô đỏ luộc hải sản rồi chút nữa ba cho con mình ăn cơm. Đây con cá đuối nè cả nhà. Con này là con hào của Phong cả nhà. Ê con hào không ta? Con hào. Này con hào cả nhà, nó đóng lại ba con với lại tôm thẻ. Cá quẩy kìa. Ừ. Con còn xanh, con cá quỷ nãy mình thực hiện không thấy. Với lại con này là con lục củ nạc nè cả nhà. Mấy con này ăn rất là béo luôn. Luộc cũng được nữa nha. Ghẹ tôm tích với lại cá màu gà. Bạch tuộc. Mất tiêu rồi. Còn cái con bên đây là cái con đồng đột cả nhà. Nhìn nó khá là giống cái con hải sâm luôn. Nhưng mà nó không phải con hải sâm đâu. Con đồng đột cả nhà. Con này ăn không có được. Chỉ mới quay cho cả nhà xem thôi. Chút nữa bỏ cả nhà. Rất là giống con hải sâm luôn, con hải sâm thì mắc tiền lắm. Con này ở mình gọi con đột đột đó nha. Nhìn nó khá là lạ vị luôn. Với lại hôm nay thì mình sẽ luộc bằng cái trái khóm này. Thử xem cái mùi vị nó khác với luộc bình thường không. Bình thường ăn thì luộc không mà. Mà hôm nay mình sẽ luộc thử với trái khóm này xem nó có lạ gì không. Rồi bây giờ thì mình ấy khóm ra rồi mình với cô đỏ luộc rồi ba cho con ăn. Ăn qua bệnh sinh nước ngọt. Ghe hết nước rồi. Nhà rửa thì chuẩn bị luộc. Cái ca đâu rồi? Ở thấy cái can xanh xanh đó đó. Em đầu ca qua đây đi. Chào cả nhà. Giờ mình rửa đồ, luộc đồ ăn cơm nha. Cái bụng dữ rồi nha. Này ăn có bán không à? Hào. Tôm thẻ,
tôm càng xanh, lục củ nạc, cá đuối, đầy đủ hết luôn. Cái gạo từ múc lên miếng nước kia cà rửa hào vậy. Cho dội dưới mình ngồi đây mình ăn. Một bán không luộc và chấm ớt cả nhà, chất khóm bỏ vô luộc chung với chất khóm. Trời ơi hết nước còn nữa đó. Cu đỏ nãy nằm bị say sóng giờ nó mới tỉnh cả nhà, giờ có mồi về mồi bán nó mới tỉnh vậy. Đậu cái bến này cũng rất là nhiều ghe vô, ghe đậu cái bên rất nhiều. Tôm thẻ thì không có nhiều bằng cái chuyến trước cả nhà ơi. Nãy cũng bán canh, nãy cũng đón có hai con tích bán 300 đúng không chà. Ngay hết luôn 300. Con bự thì là 220. Còn con nhỏ thì 80 ngàn. Con bự là 220, chắc là 1 triệu 1 ký. Con nhỏ thì không tới. Không, con nhỏ không có bắt. Con nhỏ có 80 ngàn. Con nhỏ nó có lặng mà cả lặng cái kia hay là 252, con nhỏ là cả phải cái lặng 7 lặng 8 chứ. Nó mới vô hệ sao. Còn cái con bự là 1 triệu 1 ký cho nè. Mình tích. Mà nó có để con nhỏ lên cân không? Có. Con có một quỷ trong mặn luôn hả? Chà phải sắp rồi cả nhà. Cái con nào mà lâu chín thì bỏ dưới đít con Hào đâu. Hào bỏ vô trước chứ. Cái chảo này biết chừng nào chín. Rồi. Quá đã. Cá mồng gà. Cá đuối. Cá đuối bỏ sao. Cá đuối chà bỏ như sao. Cái khóm bỏ vô nè. Bỏ lọc vỏ mình chỉ cái trong thành phần bỏ vô. Từ đó giờ cha có ăn kiểu này chưa? Có, đỏ ăn. Cái này là mình bài cả nha. Không biết có mùi gì lạ lạ không? Chắc chắn là cũng phải có một cái gì lạ lạ lạ. Cha bỏ vô cái đó người ta được luôn, cho nó mau chín. Tại gió quá. Chết khớp. Không có cái nắp đậy lại luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ luyện khoảng 3, 7, 4, 9 ngày mới chín nồi cái nồi. Đó, mình luyện tiên đơn như luyện tiên đơn vậy cả nhà. Có không? Còn miếng khóm này cháu quất luôn. Chỗ mình hiểu mà. Cha phá khóm. Khóm nhiều quá. Hôm nay thì chắc cũng khoảng được 10 ký tôm ở nhà, nhưng mà không có tôm thẻ nhiều, tôm nhỏ nhỏ. Cá thì cũng nhiều. Chứ lại được hai con tôm tích 300. Chắc cũng đủ dầu quá, tại dầu dạo này khá là mất rồi cả nhà. Đang lên khá là lên luôn. Hết thời sống rồi đó. Còn hơi hơi. Chào cả nhà. Nay con làm muối ớt chanh cho cha với anh con ăn chấm hải sản luôn. Quá giỏi. Con hết say sống rồi. Cô đỏ nãy nằm say sống từ lúc mà mới chạy ghe ra luôn cả nhà. Là nằm y một chỗ bất động luôn. Tới vô bờ thì có mồi bán thì nó mới dậy. Giờ nó làm muối ớt chanh để ba cho con mình ăn luôn. Cô đỏ thì có biệt tài là làm muối ớt chanh, thường ở nhà là ăn hải sản hay là gì nữa kêu nó làm, mình với ghe kêu nó làm luôn. Sau đó công thức là gì? 3 muỗng đường với 1 muỗng muối, 3 muỗng một xíu một ngọt. Cô ngọt nhiều mất trí nhớ ha. Dạ. Yeah. Cô đỏ mới nhỏ xíu mà nó sợ mất trí nhớ rồi nha, nó ăn một ngọt mất trí nhớ. Đường hơi nhiều mà.
Thái ngọt à? Thái ngọt. Cái đường này thì cả nhà ai thái ngọt thì bỏ nhiều nha, còn thái thì bỏ ít lại, cầm hai muỗng, một muỗng thôi vừa. Cái đầu đâm đâm chà. Cái gì? Pháo, pháo. Cụ đó nó sẽ nặng khoảng 5 trái chanh, ấy 5 trái tắc cả nhà. Chanh hoặc tắc cũng được nha cả nhà. Này nó là con đủ hết cái ngũ vị luôn cả nhà. Chanh là chua, ớt là cay, muối là mặn, đường ngọt. Đúng rồi, chua cay là ngọt mặn luôn, đúng không? Này là gọi là nước chấm ngũ vị. Này là thường thì ở nhà đi biển hay nắm làm món này ăn cả nhà, gần biển. Thấy cái muỗng chà. Đó, như vậy là quậy lên cho nó sạch sạch cả nhà. Đó, cả nhà thấy nó sạch sạch không? Chấm một cái là hết sảy còn bò bảy luôn. Chín rồi cả nhà ơi, giờ sẽ nhắc lên cho chắc nước luôn. Nó thơm cái mùi khóm á. Nó thơm cái mùi khóm á. Đấy cả nhà, khóm nó héo rồi luôn. Wow, thơm. Thơm mùi khóm ghê luôn. Nó giống giống cái mùi siro khóm. Ừ. Thơm à, đặc biệt đặc biệt. Thơm. Thơm, ừ thơm. Cái trái khóm này thì ở mình gọi là trái khóm, nhưng mà chắc là nó cũng có tên gọi khác là trái thơm á. Nên là cái mùi nó rất là thơm. Khóm này chúc mình ăn được nha cả nhà. Mình ăn sống vậy luôn chứ không phải bỏ nha. Rồi. Cúng cây ba cho con cơm. Củ này. Cho lấy hào này luôn đi. Cho nó gọn. Wow. Khúc cho bẻ quý được. Rồi. Cô đổ cơm ra cúng cái rồi ba cho con mình ăn cơm. Này có dưa leo nữa nha. Thơm quá, thơm cái mùi khóm ghê luôn. Rồi cha cúng đi. Không có mặt không mày. Cho nổi những cơm vỗ nữa không ơi. Bàn tay phải chân thì nghỉ đi thằng hành năm tới. Những cơm chưa ai. Cơm vỗ chưa ba ơi. Hồi nay chạy te có mớ bồi luộc ăn cơm rồi, mời cả nhà dùng cơm luôn cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm. Rồi hôm nay thì sau bao nhiêu ngày không chạy biển, hôm nay chạy thì cũng không có lời nhiều cả nhà, nhưng mà được mớ mồi khá là ngon, tẩm bổ lại. Luộc kia là chắc khóm tẩm bổ. Wow. Rồi làm cơm rồi làm củ nẹt ha. Trời ơi, cá chứ. Chú nào chịu nổi, béo chà. Mình làm thử khúc về củ quá nha. Có xương hả? Con này nó không có phải là đạt gốc của nó vào, nạt gốc của nó vào. Có con thì nó nạt là không có xương luôn cả nhà, tặng là thịt không. Còn con quá xương, con này vừa vừa. Chẳng mua ớt rồi, nó mua ớt thành thánh của cua quá. Mời cả nhà nha. Béo. Cơm này khá là chắc luôn đó nha. Chắc đi lắm, ngọt nữa. Tôm tươi. Cơm. Khỏe. Còn của ta là mới bán nè. Tôm lòng. Chết rồi. Cô đỏ mới chạy lên quán mua ca đỡ đường cả nhà, ăn uống cho nó ngon. Ăn cái này nó khô quá. Ha cha. Khô. Chà khát nước sáng giờ. Sáng giờ chưa uống nước. Giờ uống cá quỷ lên.
quỷ ngọt. Còn một quỷ này cái gai của nó là độc lắm đó nha. Nhưng mà cái thịt nó ăn rất là ngon. Ngọt. Thịt nó ăn ngọt ngay. Cái da nó đắng. Da phải dẻ cái da là cả nhà, cái da đắng. Ăn biết ăn thì ăn da luôn, còn không chịu đắng được thì thấy cái da nó ra ăn thịt ngọt. Ngọt quá. Giờ cũng khoảng 3 giờ cả nhà, 3 giờ chiều. Vừa leo chấm ngót luôn cả nhà. Cái nước này nó vừa lắm, ăn ngon lắm. Cả nhà nào mà ăn hải sản thì làm giống của mình đi, thì bảo đảm ngon, nó đơn giản mà nó ngon. Thường thì ăn cá luộc á, thì làm mắm me ăn thì nó ngon. Hoặc là mướp ớt thì ăn cá luộc không bằng mắm me. Nhưng mà hải sản thì tôm ghẹ đồ cả nhà thì nên là làm cái mướp ớt ăn nó ngon, nó có đủ vị. Wow. Cái đầu bỏ hả cha? Đó. Này cua đỏ. Cua đỏ đi mua nước. Cái bao tử nó ăn hả? Tử ăn luôn, gan luôn, tử nó sạch không? Chết luôn. Gan. Này, thử cua đỏ ăn, thử miếng khóm là xem nha. Chín luôn, khóm nó như nó chín luôn. Chấm nước đó. Sau đó cái khóm mà sau khi mà luộc nó nhập nó mềm. Ngọt. Nó thơm thơm à. Nó thơm hơn cái khóm tươi á. Dụ cho cô đỏ ăn khóm, mình ăn tôm. Đầy cá nè. Trời ơi, giờ nó thổi luôn. Cái này nó thổi, còn thổi đó. Cá đúng gì vậy? Hà Nam. Nóng ăn vô về. Cá đúng Hà Nam. Cô đỏ. Cá đúng. Miếng đất nè. Miếng con. Còn thử miếng cá đuối nè. Đây là cái nhà cá đuối Hà Nam, ăn luôn xương luôn, xương nó giòn giòn như sụng vậy. Nó khởi miếng hào đó ăn hào chín nhưng mà nắp luôn. Hào cái nhà, hào này hào thiên nhiên nha, sống ở biển á, ăn thịt nó cũng phải khác hơn cái hào kia. Ăn vô hào luôn cha thật ra. Hàng này khá là khó tách luôn. Tách được không? Hay là cái vỏ không ta? Luộc mình lâu, luộc lâu dữ vậy. Đây nè cả nhà, cái con hàu nè cả nhà, thấy con hàu biển nó khác không? Cái cha mới tách được con nhỏ xíu à, nhưng mà cái ruột nó nè. Đấy, giờ cua đỏ cho con đỏ ăn con nhỏ nha. Đây, con bự nè. Cha nó phải đập ra mới lấy ra được, tại con hàu nó cứng quá. Cha luôn đi. Hào tôi mới bắt lên thơm ngon à, khỏi không chào bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Đẩy ở cù đỏ đẩy con tôm càng xanh nè, không còn tôm mà cho cù đỏ nữa. Cái đầu nó gạch không luôn đó, đã chưa đang ăn hào à? Ok à. Cho con đây nhà hào coi nhỉ. Ngon đó. Béo.
con tôm này, cả nhà nhìn con tôm chắc nịch, con nào cũng lấy, con nào cũng chắc, đây tôm biển cả nhà, thiên nhiên. Đây, cái nồi hải sản cũng vơi vơi dần này. Dạ. Mực rồi cha. Phải mực rồi. Mực, mực bự mà sao teo dữ ta. Để luôn, với con để luôn. Đồ luộc này cả nhà mình ăn cơm trắng, ăn ăn với cơm rất là ngon cả nhà. Ăn nhiều cơm. Con hàu. Hàu đã béo không? Hàu biển ăn nó khác à. Ăn nó béo béo. Này, con này là cá bồng gà này nha. Cha làm con ghệ. Nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Nay mình luộc cơm bữa trưa đói bụng quá, ăn ngon miệng quá cả nhà ơi. Cả nhà xem đăng ký bấm tiếp like nhiều đâu cả nhà. Hôm nay thì nói chung là đánh bắt thì cũng không được nhiều cả nhà. Nói chung là đợi chuyến sau mới luộc được bạch đây đó. Thì hôm nay cha luộc chung như là hải sản hay là trái khóm ăn nó ngon. Hẹn cả nhà vào video tiếp theo nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye.